về chị em Kha á, chị thấy nhiều cái chị khán giả nói nó là mạnh mẽ, nhưng mà chị thấy nó có mạnh mẽ gì đâu, nó mạnh mẽ đúng không? Tại vì mạnh mẽ là gì nè, nội cái chị nói hết trơn, chị em phụ nữ cả nước Việt Nam của mình ai gặp chồng mình đang ân ái người khác cũng nhào vô đánh ghen nữa, chứ không chi nó là một người đàn ông, nó bắt gặp con Yến nằm trong vòng tay của thằng Thiện mà nó vẫn không có hành động. Thí dụ mình không có nói tới cái chuyện mà nãy mà nó hành động mạnh đi, nhưng mà thí dụ nó cũng nhào cho nó đánh một hai cái hay là nó lôi Yến ra được, nó không có mà làm sao nó mạnh mẽ được, thấy không? Đã nó chỉ lặng lẽ nó đi về rồi á, chị nghe nó nói những cái câu là nó không muốn nói về tới cái gì à, cái gì mà nó nói gì mà chị quên, giống như là nó là nó không muốn nói chuyện sâu xa hơn của chuyện đời của nó nữa. Nhưng mà đầu tiên nó lên là đầu tiên là nó đó bắt gặp con Yến như vậy là nó không có một chút gì mạnh mẽ hết, nó yêu nó mới nhờ anh Hải là kêu vợ nó về giùm cho nó, cho nên người ta mới xen vô cái chuyện đời tư của nó, xen vô cái chuyện gia đình của nó, chứ nếu không nó không đưa lên thì ai đâu mà xen vô chuyện của nó. Còn nếu như chị nghe những cái chị khán giả nói nó mạnh mẽ, cách làm sao nó mạnh mẽ, nội cái bữa nó ra tòa mà anh Hải miền Tây ai đó không biết, chị thấy chị đang coi ai đó nhào vô mà giật điện thoại gì nắm cổ anh Hải gì đó, mà anh Hải Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. chị nghe anh Hải anh kêu mấy tiếng mà thấy đứt ruột. Vậy hả? Kha Kha lại cầm điện thoại cái Kha Kha lại cầm điện thoại Kha, nhưng mà nó đâu thì không thấy, tới chừng sau này nó chia sẻ thì nó nói nếu nó mà nó nhào lại thì trong kia có mấy anh nhào nó quánh nó. Ủa khi không anh Hải miền Tây kêu nó lại lấy điện thoại, nó lấy điện thoại mất mớ gì mấy anh kêu quánh nó, phải không? Chị nói cưng nghe phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó là Nói lại bây giờ nếu thằng mấy anh kia lại quánh nó thì nó có quyền, nó lý do miệng nó đâu, không có nói ủa anh Hải kêu tôi lấy điện thoại, tôi lấy điện thoại tôi đụng chạm gì mà anh quánh tôi. Còn nếu như nó có bị người ta quánh một hai bạt tai, ủa anh Hải bỏ nó sao, trong khi á, là anh Hải á, là lo cho nó liên quan tới cuộc đời nó mà nó bỏ mặc người ta, nó sợ cái bảo thủ nó, cái bảo thủ nó né tránh. Nếu như mà ngày đó anh Hải miền Tây mà anh bị quánh mà có trọng thương gì phải nó hối hận cả đời nó không, đúng rồi mà trong khi đó ông trong khi Hải đó mà nó không đứng về phía người ân nhân của ông mình. nó cũng gần 60 tuổi đó, ông nó phải ít đâu, 58 59 tuổi đó. À chị cũng là chị cũng kêu bằng anh là chị năm nay chúng chị cũng gần 60 cũng 50 mấy rồi. Ý Trong là khi lớn đó tuổi cưng thấy đó. không? Trong khi cứ cưng thấy không? Ảnh là binh vực nó tới cùng, tới nó đi ra tòa ảnh cũng đi theo nó, nhưng mà cái gì chị thấy chị coi clip nè mà nó đành lòng bỏ mặc ảnh, kêu chị nghe tiếng kêu mà đứt ruột, đứt từng đoạn ruột kha kha. Lại cầm điện thoại kha 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 mà nó đâu không thấy. Tới chừng sau nó mới chia sẻ, nó nói là nếu nó lại lấy điện thoại thì có hai ba người kêu và xe ba bốn người sợ quánh nó. Ủa nếu mà nó bị quánh anh Hải bỏ mặt nó không, cần nghĩ anh Hải bỏ mặt nó Nói không? chung là đánh thì đánh mấy cái rồi anh thua gì. Nhưng mà nếu chị nói nghe nào, nếu như là ngày đó mà nó lại lấy cái điện thoại mà nó bị quánh một hai cái đi, anh Hải cũng đâu có bỏ mặt nó, Đúng rồi. được đồng ý chị nói không? Đúng rồi, đúng Anh rồi. Hải phải binh nó tới cùng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà nó gì quánh một hai cái thì nó phải là cộng đồng mạng là rất quý nó, rất rất thương nó, vì sống có tình có nghĩa không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn này nó bỏ mặt anh Hải nghịch việc nhà kêu cái miếng kha 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 lấy điện thoại ra mà thấy đứt ruột luôn, không có mặt nó luôn đó. Còn cái thứ hai đó là chị nói với thằng Kha như vậy, chị nhắn lại cho Kha, chị nói gọn ngắn thôi cái vụ á. Chị nói cho thằng Kha nghe như vậy, chị nghe trên khán giả cộng đồng mạng rất là bình luận cái vụ mà thằng con cu tí của em là không phải con của em cho nên không mấy giành giật lại. Thì nếu như sự thật cưng á thằng tí nó con ruột của em thì em đứng ra em thanh minh thanh nga cho cộng đồng mạng nghe lời nó là con ruột của em sống với vợ em biết rồi em nhận, vậy lý do là sao sao đó mà em không có nhận nuôi nó, là em để cho mẹ vợ nuôi nó gì đó cho cộng đồng mạng người ta bớt tức đó. Chứ để lúc đầu á thì em nói là em thưa thành thiện, rồi sau này cái em mới nói á là em rút đơn ra làm gì cha mẹ thằng Thiện em thấy tội nghiệp, Đúng thì rồi. sau nữa cái em nói em không thưa
Đúng rồi. cũng chính mẹ em nói, nhưng mà em nói một cái câu với Duy Hùng mà chị mất tức. Em nói ủa em đâu có đưa thưa đâu mà em gút. Cái anh chú Duy Hùng mới trả lời là ủa nghe nói em thưa, cái em nói ủa ai cũng nói vậy không mà em đâu thưa cho nên em mang tiếng. Ủa có ai nói đâu, em nói ra mà ai nói em đâu mà em nói em mang tiếng. Miệng khai nói mà. Chính em tự em công bố lên là em đi thưa đó, rồi bây giờ em nói ai cũng nói vậy không mà em mang tiếng. Ủa em mang tiếng gì, em mang tự em phải không, chị nói em phải không, tự em nói em đi thưa. Rồi cái sau này cái em mới nói là em rút đơn em tội nghiệp cho là cha mẹ của thằng Thiện đó. Cái sau này cái em mới nói dùng cái từ là em không có thưa, đầu đuôi mới nhợ cũng là em Khi không. mà khai Cái nói là phim này tội nó nghiệp cho mẹ Thiện là nhiều người ủng hộ khai lắm á, kêu ô khai là đạo đức nè, từ bi nhân hậu mà. đúng rồi cho mà chị cưng thấy không, thằng cưng nó nói như vậy, thí dụ như nó vậy người ta cũng cho nó là tánh lòng từ bi Bồ Tát như Đúng vậy, người rồi, ta đúng cũng rồi. không có chỉ trách nó đi. Nhưng sau cuối cùng cái nó nói ủa em có thưa có nạp đơn đâu mà rút. Vậy là thành ra là Cái lừa hai nó dối cộng đồng mạng à? mà nó phải chi, chị nói cho Kha nghe nè, phải chi bữa đó đó em Di Hùng hỏi em thì em nói gì đi cũng nghe được, cộng đồng mạng đâu có bất tức tức ngực gì em nói anh ơi em cũng tính thưa nữa mà em suy nghĩ là tội nghiệp mẹ ăn Thiện bả đau khổ, mẹ ăn Thiện đau khổ buồn khóc lóc thôi em suy nghĩ chứ thôi em không thưa. Anh Di Hùng hỏi em thì em nín thinh luôn đi, em nói chuyện khác thì em buông lời em khơi lên em nói cho cộng đồng mạng người ta đau lòng, em nói là em có nạp đâu mà em rút. Ủa chính em đó em, người em nói là câu là em nói là ai cũng nói vậy không mà em mang tiếng. Ủa em tự tự em nói là em thưa, rồi tự em nói em rút, ai có khi không mà nói đâu mà em nói em mang tiếng phải không, chị nói em nghe phải không, Đúng rồi, đúng rồi chị. Nó thành ra nói như vậy tự là em nói không à. thành ra là người Còn ta chị nói cũng vô tình là người ta đã hiểu sai về Kha, người ta nghĩ Kha là một người đạo đức từ bi rồi như Phật sống rồi cái gì lúc lắm là la. à, rồi chị nói cái vụ này nữa cho Kha nữa cái nữa nghe. Dạ chị nói nếu mà lên đây mà chị có nói chứ Kha cái con chị nhắn lên chứ Kha như vậy cái câu mà con Yến nó nói em bán nó cho thằng Thiện 20 triệu không, thì thằng Kha nói là thằng Kha không có bán, thì thằng con Yến nó nói với em á là bữa nó nói cái clip là thằng Thiện kêu thằng Kha thì kêu nó là đi đòi cho tiền của thằng thằng Thiện là 20 triệu là chia 5 năm. Em cầm cái điện thoại em nói chị rất là hoan nghênh em đó Kha, chị rất là thiệt tình, chị vỗ tay luôn á mà chị mừng thầm. Em nói câu gì nè, em nói là đồng ý là nợ thì em trả nhưng mà trên danh nghĩa Yến nó còn là vợ em, thì em đòi con Yến nó đòi mướn thằng Thiện thì chia ra 50 50. Là em nói câu đó là em rất là khéo léo câu nói của em, chị rất là mừng công chị trông cho hồi kết. Nếu như em khéo thì em khéo tới luôn đi, thì bây giờ em mời thằng Yến con Yến thằng Thiện như về em ra xã, là em kêu ra xã là chánh quyền địa phương đó là em kêu em trả 20 triệu thì chắc chưa có ly dị con Yến. Thì em nói giờ em gần con Yến em hỏi là em bây giờ là em còn trên danh nghĩa là em còn vợ của anh đúng không, thì con Yến dĩ nhiên nó phải trả lời đúng rồi. Thì bây giờ tiền này em mượn đem về vợ chồng xây chở, thì bây giờ 20 triệu này là em mừ, trong khi con Yến nó bỏ nhà nó đi theo ông Thiện em trả 10 triệu con Yến nó trả 10 triệu đúng không, thì chia ra thằng 50 50 ở Đúng chia rồi. ra thì bây giờ còn thì em anh 10 triệu em 10 triệu đó. Còn bây giờ nếu như bây giờ hỏi con Yến lại đã khéo thì khéo cho tới cùng, hỏi Yến lại bây giờ là còn danh nghĩa vợ chồng thằng Thiện nó mướn con Yến là đòi chia 50 50 không, trước công an thì công an con Yến nó thừa nhận, thì bây giờ hỏi thằng Thiện nó có phải mướn con Yến như vậy không, thằng Thiện nó nói rằng là nó có mướn thì bây giờ mười 20 triệu này thằng Thiện mướn con Yến 10 triệu còn thằng Kha phải trả thằng Thiện 10 triệu, còn con Yến là đòi được thằng Thiện chia 250 lấy 10 triệu chia hai là vợ chồng thằng Kha là chia đôi ra nữa luôn, thằng Thiện chỉ trả 5 triệu bạc thôi. Rồi chuyện đó rồi thằng Kha nó mới khôn, nếu khôn là chưa có màn tờ ly dị để giải quyết cái số 20 triệu đó xong rồi phải không, anh chưa có ly dị em anh còn thương em, cái đó là thằng Kha nó mới khéo rồi giải quyết xong 20 triệu đàng hoàng chân mấy ra tờ ly dị sao. Thế nhưng mà theo như chị nghĩ là Kha là có muốn trả hay không, nhiều khi nó không muốn trả, nó muốn là cắn vợ luôn cho nó khỏe.
Không, cái gì bây giờ chị nói cứ nghe, nhưng mà thằng Kha nó muốn trả cái tiền nó phải trả cho người ta, mình mượn người ta thì mình phải trả chứ không không trả được. Nhưng mà Kha cả bữa nó nói là chị thấy là nó rất khôn khéo câu nói đó, rồi mà không biết lý do làm sao mà chắc là sau này mới nó nói chuyện chết quá. Thế thì có cái bữa nhiều. Chị nói đi. cái bữa mà nó nói nó dằn Yến mấy câu là chị hài lòng hết chứ. Anh đồng ý anh có mượn tiền, nhưng mà trong khi đó em còn danh nghĩa hai vợ chồng, em là vợ của anh đó, mà nó nói gần gần với Yến mấy câu luôn đó mà chị thấy hài lòng hết sức. Sao lại nói chuyện gì đâu mà toàn là chết quá không. Thế thì theo như chị nghĩ thì Kha có mượn Yến thật không? À, Kha có mượn Thiện thật không? Mượn là nếu chị nói cứ nghe, nếu nó không mượn thì người ta nói nó phải nó không có Đúng rồi, còn rồi, đúng này rồi, nó đúng rồi. mở mở thì dĩ nhiên nó phải có Chính xác, rồi chính xác, chính xác, gọi là có. đúng không. Nếu Đúng như chị rồi. không được, ủa anh mượn hồi nào, thí Đúng, dụ như đúng, vậy. đúng. Nhưng Cái mà suy nếu luận của mà chị rất đúng. à chứ đúng không, còn nếu thứ hai là nếu nó khéo không, nó mời thằng Thiện đi về, nó trả tiền, nó mời con Ngân lại con Yến về luôn, Rồi. bây giờ đồng ý là con Yến là đòi tiền mà chia đôi chứ không thôi. Con Yến là còn danh nghĩa trên vợ chồng đó là chia ra làm hai, nó trả tiền Thế bây 10 giờ triệu em bạc cho thằng Thiện. xin phép em hỏi chị câu này nhá. Có một số người kêu là lý do tại sao mà Kha làm đơn ly dị nhanh như vậy, tại vì là có một số mạnh thường quân đó, người ta nói là Kha làm đơn ly dị chia tay Yến càng nhanh càng tốt thì người ta sẽ ủng hộ tiền cho nó bò nuôi dê mua trâu rồi xây nhà cho, thì chính vì lý do đó nên là Kha mới nhanh chóng lập tức chia tay ly dị làm đơn cho sớm, không muốn liên quan tới những vấn đề khác nữa. Theo như chị, những khán giả người ta lập luận như vậy có đúng không? À có nghĩa là nhanh chóng ly dị sớm nè, mà khán giả ủng hộ cho cái số Đúng tiền là nó rồi, lấy sớm đó chứ gì đúng rồi, đúng đúng rồi, không. đúng rồi. Chứ còn nếu mà À rồi còn là em hôn nói thú như vậy. là người ta không cho. À Ông cái này rồi là đã có khán giả nói như vậy rồi, nhưng mà ý là mình lập luận à xem có đúng như vậy không thôi, chứ cần có khán giả có nói chắc chắn. à rồi em nói như vậy thì cho chị có ý kiến này nha. Cái chị Dung chị gì mà chị cứ nói câu mà lên trên, hình như lên trên kênh của chị Thống chị, trước qua là em cũng rất khen cái lời nói của chị Dung, chị Dung hay chị Nhung gì đó không Dạ, biết, yeah, dạ, chị yeah, rồi, rồi, quên tên rồi, rồi, chị à Dung, ha. dạ. Chị nói câu này, chỉ coi lên trên YouTube nhiều hoàn cảnh ủng hộ trên YouTube mà giúp đỡ người nghèo chỉ rơi nước mắt, mà riêng diện Kha chỉ không rơi nước mắt. Là chị nói thiệt là chị ủng hộ chị đó, chị cũng công nhận. Chị coi nhiều người chị cũng rơi nước mắt cái hoàn cảnh mà rơi nước mắt, mà chị biết rơi nước mắt cho rơi nước mắt mà thương cái người đó, mà cũng thương cho những cái anh chị em YouTube giúp đỡ mình, còn trăm cho mạnh thường quân giúp đỡ cho thật là nhiều tiền, anh cho mấy người đó cho người ta đỡ khổ chút xíu. Còn riêng về hoàn cảnh của thằng Kha với Quyên, cái hoàn cảnh của con Sơ Ghi mà năm chồng năm con, chị đã tuyệt tình nha, mà chị không biết khóc với nước mắt nào. Là cưng biết lý do làm sao chị không khóc không, Tại sao? tại vì thằng Kha nó cũng còn mạnh mẽ, nhưng hoàn cảnh của nó không có đến nỗi khổ Đúng mà rồi, đúng rồi, cơm áo gạo tiền quá, nó chỉ là con Yến dứt bỏ nó thôi. đúng rồi. Ha. Còn con Sa Ghi á thì hoàn cảnh nó cũng không có đến nỗi gì mấy, nhưng mà chị nghĩ sao mà cộng đồng mạng gì xây nhà các quán vậy gì quần áo gì gì đó nhóc cho nhiều, cái ra ngoài đường cái thấy hoàn cảnh rất là khó khăn hơn. Đúng Mà rồi, cái đúng bữa rồi. cũng tội nghiệp, cũng tội nghiệp cho anh Minh Tơ bị con Sa Ghi ha, trời ơi nó tạt nước sâu vô mặt, nó nói chị cũng thấy đứt ruột cái đoạn luôn. Bởi vậy thì nói chung á, thì nhiều khi mình nói thì nó đụng chạm tới các cô chú anh chị, nhưng mà thật sự thì nó thật với chị, những mạnh thường quân nó nhiều khi có nhiều người bị sao á, mình không hiểu được, thật Cái đó chị nói thiệt tình, cái nó đồng thiệt, tiền chị nói không là thiệt tiền của tình. người ta có quyền, nhưng mà mình em ở cương vị, bản thân em cũng ở cương vị là đi kết nối yêu thương, chia sẻ yêu thương cũng như là mình kết nối thôi, nhưng mà nhiều khi mình cũng cũng không hiểu mạnh thường quân người ta nghĩ gì luôn á. Thì đó còn gì nè, chị nói là nhiều cái cô nhiều chị bạn chị khán giả nhiều người gửi lên nó nói là Kha mạnh mẽ. Rồi cái chị gì mà cái chị kêu chị gì để coi chị gì Kim mà chị cương, gì mà tự kim nhiên cương, kim cương. à, chị Kim Cương, chị nói nếu như là chị có duyên À, được chị chị 47 lấy tuổi. thằng Kha Đúng làm rồi, đúng chồng, rồi, chị 47 tuổi, muốn lấy Kha làm cái chồng. thằng Kha làm chồng. Rồi cái một cái chị khán giả là nói về cái chị Kim Cương, chị trước mắt chị nhắn lời gửi cái chị mà nói sao chị không biết cái tên gì mà nói Kim Cương này kia nọ, là chị rất là mát cái lỗ tai chị. Dạ. Chị nói thật tình, chị Yeah. coi cái clip đó chị rất mát tai, chứ không biết là cái chị đó tin gì chứ không biết, chị gắt mát cái lỗ tai chị nói thiệt tình nghe mà nó sướng cái lỗ tai. Chị nói là Kim Cương này kia chứ mất mát cái lỗ tai chị nói thiệt tình với cưng. Vậy hả? Thế để quay lại cái vấn đề đó, em đang hỏi chị rửa nhạc á, thì có phải là cái lý do như vậy nên là lý do vì Mạnh Thường Quân hứa là cho cái này cho cái kia nên Kha chia tay càng sớm càng tốt không? Theo cái góc độ là khán giả của chị nhìn nhận câu chuyện này từ bữa tới giờ.
nếu như mà nó có ý định mà nó gặp trường hợp nó khó khăn mà nó vì đồng tiền mà nó vì lòng khán giả mà nó để nó ly dị con Yến lấy tiền á thì cũng không có sao, cái gì cũng được, cho nó mình cũng thông cảm đi, nhưng mà điều có cái nó gì nè, nếu muốn làm cho hài lòng khán giả đừng bực tức đừng đau đầu gì nó, thì nó giành quyền nó nuôi thằng Tí đúng không, nếu nó giành quyền nó nuôi thằng Tí luôn thì đâu có chuyện gì xảy ra, đâu có ai bực tức nó cái gì đâu, có ai đâu nói gì đâu. Còn cái này nó giao thằng Tí cho con Yến nuôi cho nên người ta mới tức, chứ còn nếu như mà bây giờ nó giành quyền nó nuôi Tí, thằng Tí là chị nó thiệt định có thể cộng đồng mạng đó ha, là người ta ủng hộ nó thêm nhiều gấp mấy lần đó nữa Đúng chứ không rồi, phải bao đúng nhiêu rồi. đó, theo chị đoán là nó như Nếu mà vậy. ai mà không làm cộng đồng mạng người ta bức xúc thì có lẽ nó thật thì nó đúng đó. Người ta không có khi còn số tiền gấp 3 lần gì đó nữa. Đúng, chị theo chị suy nghĩ đó, nếu như mà nó mà giành quyền được nó nuôi thằng Tí thì nó sẽ tịnh cơn cộng đồng mạng ha, là hỗ trợ tiền cho nó gấp mấy lần cái đó luôn, chứ đừng có nói chi một cái lần đó, chị nói thiệt tình với Ủa, cưng đúng luôn, đúng, theo chị đoán. cái đó chị nhìn nhận khá là chính xác đó. Tại vì sao chị nói cưng nghe nè, nếu mà chiếu ra một cái cuồng phim thì thằng Thiện nó thằng Kha đóng là vai chánh, mà cưng coi cuồng phim nào cũng vậy, cái người nào mà đóng vai chánh thì người ta vai hiền thì người ta muốn là ví dụ cái người kia ác hay là cái người cái gì thì ta muốn kết thúc cái cuộc phim cho nó rất hay có cái kết đẹp, còn cái kết của thằng Thiện nó có cùng Kha nó lắng nhách thôi. Tự nhiên bây giờ chị rồi nó nói câu gì nè, nó nói để nó âm thầm nó làm, ủa âm thầm gì, rồi cái chị có một chị khán giả nói là thằng kia thằng bả là coi như bả nói là cái gì bả cho là thằng Kha mạnh mẽ gì thiên cơ bất khả lộ, ủa bây giờ còn gì lộ gì nữa, đã kết thúc nhưng đi ra tòa rồi Có làm cái gì giao đâu mà con cho ta, lộ. còn cái gì nữa mà lộ, lộ cái gì, trong khi đó bây giờ đã giao con người ta nuôi còn 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 khiên cơ bắt khả lộ gì nữa trời, Đúng còn rồi, đợi đúng gì nữa giờ, rồi. Rồi chị đó tôi nghe còn chị xem chị cũng để ý kỹ gớm hả? Đúng, có một vị khán giả nói như rồi bây giờ chị hỏi cưng nè, trong khi bây giờ giao con cho ta nuôi còn bây giờ, ủa nếu nó con Yến nó thương con nó thì nó đâu có bỏ con nó hai đứa để đi đúng đi rồi, theo đúng thằng rồi, Thiện, đúng bây rồi. giờ nó thương thằng Thiện hơn hai đứa con của nó, mà bây giờ thằng Kha còn đợi nhìn coi nó có lo con cho nó đàng Đúng rồi. hoàng không, chừng nào lo không đàng hoàng mới bắt lại, ủa đi nó lo đàng hoàng mất mấy thì nó theo thằng Thiện, Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng. Và nếu đây nó thương con nó hơn thằng Thiện thì nó đã quay về đó, nó không theo thằng Thiện rồi, đã nó theo thằng Thiện mấy tháng trời rồi, bây giờ giao con cho nuôi, thằng Kha lên tiếng nói là chừng nào nó lo không đàng hoàng đi rồi hả, ra tòa thưa lại một lần nữa, ủa nó đã không thương rồi, nó đã dứt áo bỏ khăn rồi, nó đã bỏ chồng bỏ con nó theo thằng Thiện rồi, còn chờ đợi nữa tháng tháng gì nữa, chờ đợi gì nữa. đúng rồi, và chị để ý câu chuyện này rất là kỹ đó, và chị để ý những cái chi tiết nhỏ chị cũng để ý luôn ha. Ủa mà bây giờ chị nói cưng trước khi ra tòa nó không giành được rồi, bây giờ đợi tòa đi ra xử lần nữa đây, ủa nó rảnh quá trời hay nó để làm phiền trước người ta, nó không suy nghĩ, ủa gì một lần một kết thúc bây giờ á là nó thưa với tòa như vậy, ủa bây giờ nếu như mà vợ chồng mà cãi giả nhau chuyện công ăn chuyện làm thì á là em hay là con gì nó xưng với tòa là con đồng ý là một đứa nữa, vợ luôn đứa chồng luôn đứa, còn này con kia đó nó không thương mình, nó không thương con nó, đã thương thằng Thiện hơn đó, đi theo thằng Thiện rồi mà mắc mớ gì mà giao con nó luôn, ủa Rồi thằng Thiện nó thương con có Yến không, con nó còn bỏ mà lại sao nó thương con Yến được được, hai cái bạn này thì có thương nhưng mà chỉ thương bằng miệng thôi, chứ mà vật chất thì chưa thấy gì. chị nó không có thương cái gì hết trơn, chị nói thiệt tình cưng, Thế ủa con của thằng Thiện nó còn bỏ mà lý do gì nó thương con của con thì Yến thằng Kha, em nói là nó chỉ thương bằng miệng thôi, chứ còn mấy tháng nay nó có gửi hộp sữa nào về đâu mà thương mới không thương. trời trời con nó còn không thương bằng lý do nào mà nó thương con của con Yến, Thế theo như chị nghĩ bây giờ chị là người phụ nữ đi, như chị có lấy Kha làm chồng hay không? không chị Lý không lấy do tại sao? à, chị lấy do là gì, ý của chị nha, Rồi, quan điểm nếu của chị. như mà cái ngày à thí dụ chị nói em nghe nè, em có mua chiếc xe dù mắc rẻ hay xe đạp gì chị ăn trộm lên lấy em giành em giật lên không, em chạy em néo cái chiếc xe em lại không, chị hỏi thiệt em néo kéo kéo lại không, Chị hỏi lại, trả lời em cái chưa hiểu, em chưa hiểu ý của chị. à rồi chị nói con nó này, còn trong khi nó còn thương con Yến thì bây giờ nó gặp con Yến trước mặt trong lòng bàn tay thằng Thiện, nó nắm con Yến đẩy ra ngoài nó quánh thằng Thiện một hai cái, dù cho thằng Thiện quánh nó bây giờ nó cũng Thiện cũng xô xát nhau tay mà có gì đâu không dám đánh Em đúng là em không, làm tới bến thì luôn nó đó đã chứ. giành giật là hả, Bà em làm tới bến luôn đó chứ đâu có như vậy. bây giờ chị cho nó hiền đi, nó không có tới cái chuyện mà đâm chém thì chị không nói Không tới không đó, bây không, giờ mình nó cũng phải động thủ bằng không khuyến khích bạo lực, nhưng mà nó phải có cách giải quyết.
À bây giờ nó cũng phải, chị nói thiệt tình với em, chị nói hết cái nước Việt Nam mình người phụ nữ nào cũng vậy chứ, nếu mà bắt gặp chồng đi mà đang, chị nói thật tình với em, đừng có nói nằm trong lòng bàn tay ôm với nhau, yêu cầu mà chỉ lên xe bằng cái người đó sao mà chỉ ôm âu ếch thôi. Vợ Đúng em giờ rồi. chị hỏi thử, giờ em hỏi vợ, người phụ nữ nó cũng nhào vô đánh ghen Đúng chứ rồi, đừng có đúng rồi, nói đúng chi người đàn ông. rồi. Thế nhưng mà có nhiều người nói là Kha đạo đức, Kha hiền lành, Kha bản lĩnh, mà Không, sao chị không cái lấy? hiền của không có hiền, nó hiền cái đó chị không có chịu, Ờ. hiền gì kỳ cục, hiền gì kỳ cục, hiền hiền cái đó, hiền hiền gì chị không hiểu hiền cái gì luôn đó, thiệt. Hiền bây giờ là nó phải giành giật con Yến lại, nó thương con Yến thì nó mới giành giật lại. Ủa rồi thì con Yến thì nó trong lòng của nó con Yến nó mới có cho chị, còn này giống như nếu nó đã không giành giật lại thì giờ nó lại thằng Thiện mà nó giao vợ nó cho thằng Thiện đi, còn nó dễ lên trên cộng đồng mạng nó nhờ chi người ta, rồi sau này cái nó nói là nó không có muốn nói gì cái chuyện của nó, gì chuyện nó làm, rồi chuyện nó làm bí mật gì tự nó biết. Ủa nói chuyện kỳ vậy, Này nó không có làm gì đâu mà bí mật. Hôm bữa em nói chuyện với Kha em cũng nói thẳng luôn là em đâu có làm gì đâu mà em nói bí mật. nó nói chuyện nó làm chuyện kín chuyện gì đó không biết, bữa nó nói chuyện gì chị không nghe cái gì chị cũng không nhớ, bữa nó nói chuyện với em á, em Nói hỏi chuyện với nó em, nói chuyện nó làm đó. đúng rồi, bảo là chuyện là nó biết đâu, em nói thẳng luôn là em đâu có làm gì đâu mà người ta biết. Bữa đó chính xác rồi nè, em trả lời nó em có làm gì đâu, bí mật. Đúng rồi. Ủa bí mật là gì nè, bí mật là gì nè, bây giờ nói gì nè, ủa con Yến làm nó đau khổ phải không, mày làm tao đau khổ, mày làm tao tổn thương, mày lên trên cộng đồng mạng mày cho rằng là tao bán mày bằng giá 20 triệu, mà sự thật tao không có bán mày bằng giá 20 triệu, cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mày coi tao không ra gì, mày bỏ tao mày đi theo thằng Thiện, mà mày còn nói là thằng Thiện có ở tù 10 năm mày cũng vẫn chờ đợi, bây giờ mày làm tao đau khổ, tao làm lại nhưng mà tao làm đúng cái lương tâm của tòa án của tao, tao không cho mày nuôi con, tao nuôi hết. Ủa bây giờ chị hỏi Cương nè, nó nuôi con nó đi, chị nói thiệt tình với Cương, cộng đồng mạng giúp đỡ nó bằng gấp trăm ngàn lần cái vụ này nữa, Ồ, vậy á. chị nói thiệt cần nó gấp trăm ngàn lần, người ta giúp nó bao nhiêu lần mà người ta thương nó biết bao nhiêu, chị thấy cộng đồng ai cũng binh hết, ai cũng đứng về phía hết. Ồ. Ủa nói sao người ta chửi nó, người ta chửi nó cũng là phải, nhiều người nói chửi nó tội nghiệp, chị nói thiệt tình Cương, nhiều người chửi tới câu mà chị thấy cũng sót, mà này chửi nó là đúng chưa. Ủa tự nhiên cái nó giao con nó cho Yến nuôi à, Chửi mình là đúng hả? thiệt chị nói thiệt chị chữ, người người ta chửi nó thì mình thấy cũng hơi tội với nó, nhưng mà thấy chữ là cũng đúng cho nó thiệt tình với luôn. Thế nhưng em hỏi chị này thì chị ban đầu chị có thương Kha không? Thấy nó thì tội nghiệp thiệt, thấy nó chị thấy tội nghiệp Còn rất như là tới tội nghiệp, bây nó giờ nói cái gì là chị à, nhưng mà có cái cái này nè, nó nói cái này nè, nó nói gì rồi mà chị nói ủa thằng này nói sao sao quá trời, là sao? chứ sao nó nói chuyện với em mà em hỏi cái câu mà phải chi mà em thương Thiện thì giờ em giành quyền nuôi hai đứa con cái này em đừng rút đơn ra đó là phải, bữa Cưng nói không Đúng rồi, đúng rồi. cái nơi ủa có thưa đâu rút em nói, ủa sao anh nghe nó thưa cái nói vậy thôi chứ rồi trước giờ em có thưa đâu anh, người ta bởi vì ai cũng nói vậy hết á, mà em đâu có thưa đâu bởi vì em mang tiếng. Ồ nó nói chuyện Cưng thấy nghe mắc cười không, chính nó thưa rồi chính nó lên tiếng nó nói trơn cái nó có thưa đâu mà nói nó vậy, nó tự nhiên nó mang tiếng. Thế thì tới bây giờ chị xem Kha như thế nào, có bức xúc không? Nhưng mà bây giờ chị nói Cưng nó bất xúc gì nữa, giờ nó giống như bây giờ phải, bây giờ nếu mà nó chuột cái lại nó lại nó lấy lòng cộng đồng mạng cho người ta đừng phiền phức nó lại, nó làm bằng cách nào nó lấy quyền làm nó nuôi thằng cô Tí, bắt thằng cô Tí lại là người ta mới cộng đồng mạng mới bớt giận nó thôi. Thế nhưng mà theo như chị nghĩ, nếu mà Kha mà vẫn giữ cái quan điểm cách sống như bây giờ hiện tại á, thì liệu mà nếu mà Kha có cái hạnh phúc hôn nhân mới, chị nghĩ là có bền vững không? Cái bệnh này hôn nhân sau này á hả, Nếu như mà có hôn nhân tiếp theo mà vẫn giữ cái cách sống như thế, tính cách như vậy, quan điểm như vậy. nói chung cũng tùy theo người phụ nữ, người ta sống có người thì người ta thích là chồng hiền hậu vậy, có người ta thích là bao che vậy, mỗi một người khác nhau, nhưng mà có người thì cho nó là sống là nhu nhược, nhưng mà thấy nó là nhu nhược thiệt, nhưng mà có một cái nó làm gì chị cũng không chịu nó nè. Ủa thí dụ như bây giờ nó lên tiếng nó nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ cho nó thì giờ thấy không, cái bữa mà ngày đầu mà con Yến dắt về đó chắc ai về bao nhiêu YouTube lại là ủng hộ nó lại biết như cái ngày mà đi xe lịch về ngày đầu tiên đó, Đúng rồi, đúng rồi.
cũng nhóc ngừ hết trơn, đứng về phía nó hết trơn. Đúng rồi. Rồi con Yến đi ra mày nắm cái vai lên cái chú gì đó, chị không biết cái chú gì đó, rồi bao nhiêu người đứng về phía nó hết trơn. Ủa thì bây giờ người ta đã binh nó từ đầu tới cuối, tao đứng về phía nó không rồi, thì nó làm sao nó cho người ta mà vừa bụng người ta hay gì. Còn này trời ơi, tự nhiên giờ lên cho đã cái thì đó, thì có một số người nói là bây giờ là Kha có đầy đủ tất cả mọi thứ rồi này, tiền có này, xe có này, răng có này, bò có này, nó là có rất là nhiều một thứ. Nói thôi là đây là cái ý kiến của Khanh nhẹ nhá, có người nói rằng Kha ước mơ cả đời nằm mơ còn chưa có được những cái thứ như ngày hôm nay đó, nhưng bây giờ có tất cả mọi thứ rồi thì đâu có kiện làm gì đâu, nó không có muốn rắc rối phiền hà nữa. Theo như chị nghĩ như vậy, người ta nói vậy có đúng không? người ta nói, nhiều khi người ta mà nhận xét thằng Khang vậy thì cũng đúng, tại vì nó cái kiểu của nó nói chuyện của nó ra thì nó gan, như nếu nó cũng có tình ngay giờ lý cũng gan của nó cũng gan vậy, Chứ để hỏi chị đi, nó chuyện người ta hỏi cái gì cái nó bập mờ bây nó giờ nói cái kiểu của nó giống y gan vậy. gần 30 tuổi mà một chiếc xe còn chưa mua nên hồn nữa, còn phải trả góp, thì chị nghĩ thì làm sao mà nó có được cái số tài sản lớn như ngày hôm nay bây giờ? Nhưng mà điều chị nói nghe nè, nếu chị nói gì cộng đồng mạng với khán giả mà ủng hộ tiền đó, chị cũng xin lỗi, cũng đừng buồn chị biết sao. Ủng hộ thì dụ tiền bạc cơm gạo áo tiền thôi, cái Đúng này đúng gì đúng. mà tới găng cỏ rồi nhà nhan sắc cũng ủng hộ, là thấy cộng đồng mạng lo cho nó cũng từ A đến Thì đó, hồi nãy em Z mà nói nhiều dữ khi chị cũng hơi đụng chạm với các cô chú mạnh thường quân, nhưng mà thật sự mình cũng không hiểu, có nhiều cái trường hợp nó hay lắm. Ngay bản thân em cũng đi đi làm cầu nối, mình chưa có đồng tiền mình giúp ai đâu, nhưng mà mình làm cầu nối mình cũng giúp được một số hoàn cảnh rồi. trời Nhưng trời, mà giúp đỡ thấy thì nó cũng giúp, kỳ kỳ ha, đúng không? như thí dụ như hôm nhà thì các cái nhà như các nhà thường thường chở hay là mua chiếc xe vừa vừa cho đi rồi để mà ngăn thì cũng được, hay là Ok lo nhà cửa hay gì cũng được đi, còn này gì ủng rồi, hộ gì tới thôi mà vậy nhan sắc của nó vậy vậy thôi, đó là tùy mỗi quan điểm của mỗi người khác nhau thì thôi. Hôm nay em cũng cảm ơn cái ý kiến chia sẻ đóng góp của chị, em cũng xin ghi nhận, và em mong là quý vị khán giả hãy góp ý chia sẻ và phần chuẩn video để cho mọi người có một cái góc nhìn là đúng đắn nhất về cái câu chuyện này, tại vì mỗi người có một ý kiến khác nhau, chúng ta không thể bắt người khác theo cái quan điểm của mình được ha. Rồi em cũng cảm ơn chị, em chào chị ha. Vậy cảm ơn cưng nha, chị chào cưng nha, Đây rồi. rồi, ok, chào chị.